Okay, what's up guys? It's your boy Philip. Okay, thằng này không trong mà này vậy. Tại tôi chỉ muốn năng ta dương cô ta thua với pe là ông long pe không ca không khương không tệ. Mình thả tới na sau hai phần tay cứ dùng ai ta lên mà để có ai năng chỉ đỡ. Okay, so today I want to talk about what should you do during a quarantine time. Okay. Chắc không long pe này thì vị trí ở cả. Cũng là lo mùi hay chỉ là cả lo mùi này để dường tiên mùi dường ai nơi chủ mùi nâng của xa ban dữ và sân chìa của xa bỏ dường nơi không 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 tính sắp và sân chìa của xa dường nơi tam khác cứ Nippon, sorry Nippon để xa ta và lo trình cho bà bắt ai từ lên khai từ cả từ lên sốc không lòng pe nắng để xa khai trần lòng chủ ngữ là chân dương của ta ăn được quả tam tới chi viên cùng roi trong đó chúng ta lo tẹt tẹt dương. Okay, so during this difficult time, it's good for the people who have their parents living in Phnom Penh, so they can connect with them, you know, closer. And sorry for the people who have their parents live in the province, because right now the government's address all of us to stay inside the city, not to go out, to prevent any contact or catch any virus to our family or to the people in the city. So we should obey the law and we shouldn't cause any problems, just to be safe for everyone, not just you. Okay. Với tôi chỉ một chủng điện dương thông ấy ai mà chỉ hát plan rồi có lên guitar rồi có lên play chị ta rồi có chuyện rồi có anh chân ai có thôi quay lại thông ấy chấp đam an sắp hơi rồi có chấp rồi có an sắp hơi để dương trong an du hết chia sẻ phó để nhôm lời nâng ấp ẻ được sao tập tâm hát plan hơi muốn lắm hay không lòng pe, bao nhiêu ngày môn nắng cứ nhòa bàn thọ video đôi tình nhung bàn prapi và sau này chắc video clay mới tập tôi chúng mình cùng thả bọn nhung chắc. During this difficult time, you guys could find a new hobby, you know, a new things to do. Maybe read a book that you always wanted to do. Now is the time. Invest your time wisely, you know. Chẳng ở các bạn như cư mình viên tiết tế miền thẩm lo năng hay chẳng và sân chỉ dưỡng miền ở các ai xin bảo vệ ca nghe ban dù chẳng hóa dưỡng của ta lo vậy thôi là thông mày áp được vào khuôn hay bà thay cùng côi lê của mơ tù 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 xa miền phê ra cùng mong mẹ anh thay áp ai lên sau hai phần tay còn ta dưỡng hò ở vậy thôi thông mày là mày áp được vào khuôn hay bà to tiết với có hạt plan được nhung cho nhung hạt plan chỉ về hạt plan tụi bây chỉ chưa gì nào cả đó ấy vì bữa tha nằm bây sụp phim hay nào muốn ở trong mặt bằng sạch đồng nhung mẹ làm thành mặt bằng khá để xa tài giờ miền tây cái dương hạt cái lỗ con này chắc dương thọ thì sạch mùi xem nằm bây hạt. Okay, so find new hobby, you know, or do some exercise at home just like me. I did some home workout even though I'm lazy, but I'm trying to maintain the muscle mass that I have right now, and just trying to stay in shape even though I'm lazy sometimes, but I'm trying, you know, it's all about discipline. Chắc biết còn là chia xa mua sầm khán clay sầm hợp nhóm từ cán bộ phốn nhạc đã tạm tan video của nhóm bằng ớt mưa thay xa sầm việc khuôn ấy hay chị em take care khuôn ai môn hay chăm take care nẹt tè. Ok, bà sân chị khuôn dương ở trong lõ mê rô tê nẹt tè có trong lõ này chẳng nơi tè tơ bà sân chị ở mê ca chăm bay tới tờ kèo hay hạt tràn hoặc tại bàn tiên tốt hay bàn chờ hay kèm bàn cục khuôn. So if you guys don't have anything to do at home, I mean outside, so don't go out, to protect yourself first, then protect your family member. Drink lots of water every day and sleep well, exercise regularly, okay? Keep your well-being in check, okay? Chấm video mình tập bắn clay, xong là bom bồn ở khnía, hơi chụp nên là video clay tiếp. Bye bye.